lý do mà khi các bạn chạy quảng cáo mà các bạn dành toàn bộ ngân sách, toàn bộ nỗ lực để các bạn chạy trong giai đoạn bán hàng, tức là trong cái giai đoạn người ta chuẩn bị mua hàng, thì các bạn sẽ không hiệu quả. Bởi vì họ không lựa chọn cái, họ không xem các bạn là một cái giải pháp phù hợp, họ sẽ không mua. Còn nếu mà họ không biết thông tin sản phẩm các bạn, họ không biết giá trị của các bạn, họ không tìm thấy thông tin của các bạn, thì họ sẽ không bao giờ là đánh giá các bạn là một sản phẩm nằm trong cái sự lựa chọn của họ. Vậy thì phần lớn chúng ta làm, chúng ta không